Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Dân số cho biết, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 với tỷ lệ 7% người hơn 65 tuổi. 8 năm sau, năm 2019, số người hơn 65 tuổi đã chiếm 8,3% dân số. Với tốc độ này, Việt Nam sẽ là quốc gia dân số siêu già vào năm 2050. Cụ thể, theo bà Lan, Việt Nam là nước có tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Ở các nước phát triển, quá trình chuyển đổi từ già hóa dân số sang dân số già phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Ví dụ Pháp mất 115 năm, Australia 73 năm, Trung Quốc 26 năm, còn Việt Nam chỉ khoảng 17 đến 20 năm. Dân số già nhanh khiến Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe, cũng như vấn đề an sinh xã hội dành cho người cao tuổi trong thời gian tới. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, đặc điểm của già hóa dân số ở Việt Nam là nữ cao tuổi nhiều hơn nam, với sự gia tăng tỷ lệ góa bụa và tình trạng người già sống một mình. 70% người cao tuổi có ít nhất 2 bệnh, trung bình mỗi người cao tuổi có 2,7 bệnh. 14% người cao tuổi gặp khó khăn trong việc hoạt động sống hàng ngày và cần hỗ trợ. Gần 50% người cao tuổi không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực tế, hộ gia đình quy mô ngày càng nhỏ, số lượng gia đình 3-4 thế hệ giảm dần, xu hướng thanh niên nông thôn di cư ra đô thị mạnh mẽ dẫn đến tình trạng già hóa dân số nông thôn. Dự báo năm 2019, 4 triệu người cao tuổi có nhu cầu và năm 2049, khoảng 10 triệu người cao tuổi có nhu cầu hỗ trợ. Trong khi đó, hệ thống cán bộ hướng dẫn phục hồi chức năng lại hạn chế về trình độ, chỉ có 2% số người chăm sóc được đào tạo cơ bản.